Chào mừng kính chào khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức thì hai vợ chồng lừa đảo nữ trang ở Lido Sài Gòn bị cảnh sát Westminster tóm cổ. Cảnh sở cảnh sát Westminster đã bắt hai vợ chồng lường gạt người khác để ăn cắp nữ trang của họ tại bãi đậu xe ở chợ Mỹ Thuận Westminster vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11 thưa quý vị chợ Mỹ Thuận, Tọa Lạc ngay góc đường Magnolia và Westminster ngay trung tâm của lý đô Sài Gòn là thủ đô tị nạn của người Việt lớn nhất hải ngoại nơi mà hai nghi can có tên là ai Ion và Alisa Alessandro, cư dân ở Anaheim, cả ừ. hai người đều 27 tuổi. Họ bị bắt sau khi cảnh sát Westminster cho người giả dạng thành mục tiêu lường gạt. Trung sĩ Phương Phạm, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Westminster, nói với nhật báo Người Việt rằng là trong mấy tuần nay, chúng tôi có nghe có những vụ lường gạt để lấy nữ trang của người khác xảy ra ở khu vực Little Sài Gòn, California. Westminster có vài vụ và Garden Grove cũng có. Thế vậy, chúng tôi và Sở Cảnh sát Garden Grove hợp tác điều tra. Ông nói là cộng đồng gốc Việt thường bị lường gạt qua những cách nhờ cầu nguyện hay người khác xin cho coi nữ trang. Một cư dân ở Westminster xin giấu tên nói ông cũng nghe những vụ lường gạt xảy ra và thấy xe của hai vợ chồng Alexandru đậu ở tiệm 7-Eleven ngay ngã tư Bosa với Magnolia. Ông chụp hình chiếc xe đó và gọi cảnh sát mấy ngày trước khi họ bị bắt. Trung sĩ Phương cho biết là hai sở cảnh sát cho nhiều cảnh sát viên mặc thường phục điều tra và một người có mặt tại chợ Mỹ Thuận vào hôm thứ Tư phát hiện hai nghi can. Hôm đó, thì hai vợ chồng Alexandru ngồi trong xe đậu ở bãi đậu xe ở chợ Mỹ Thuận và cảnh sát viên mặc thường phục đến gần họ. Cô Elisa đã gọi người đến đó để cầu nguyện cho gia đình của mình. Sau đó, cho người này, tức là cảnh sát chìm, thấy tờ 50 Mỹ Kim và một số dây chuyền giả. Khi cảnh sát viên chìm đến gần, cô nhanh tay lấy dây chuyền giả đeo trên cổ người đó và tháo sợi dây chuyền đó đang đeo và các cảnh sát viên westminster đứng xa theo dõi và thấy cô elisa tráo dây chuyền của cảnh sát viên chìm và họ chạy đến bắt hai vợ chồng ngay lập tức qua hình ảnh trên trang mạng xã hội, cảnh sát bắt hai nghi can ngay trước chợ Mỹ Thuận và có nhiều xe cảnh sát đầu trước chợ. Trong lúc có nhiều người đang trong khu chợ đứng nhìn, đến ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 11, thì một số người đi chợ kể lại sự việc vào hôm thứ Tư. Chẳng hạn như ông Chí Nguyện ở Westminster kể, lúc đó hai vợ chồng đang đi chợ thì nghe tiếng xe cảnh sát, rồi nghe bà con trong chợ nói bên ngoài có chuyện gì mà cảnh sát đậu đông quá. Khi mà ông ra ngoài thì thấy người ta bu lại coi cảnh sát bắt một người nào đó. Chạy ra xem thì thấy họ bắt hai người và chắc đó là hai vợ chồng vì ông nghe nói trong xe họ có hai đứa trẻ. Còn cô Thu Lê ở Garden Road chia sẻ là cô mới mua bánh mì xong thì thấy cảnh sát kéo đến chợ. Có đến mấy chiếc xe đậu phía trước và cô thấy sợ nên đứng yên ở trong tiệm bánh mì, nhìn ra ngoài và cứ tưởng có tội phạm bị truy nã nào xuất hiện ở đây nên cảnh sát mến đông như vậy. Hỏi mấy người thì cô mới biết là họ bắt hai kẻ gian lường gạt người khác. Chắc họ thấy người Việt Nam mình hiền nên là nghĩ dễ lường gạt. Liên quan đến phần tin khác, thì FBI treo giải thưởng 10.000 Mỹ Kim để tìm ông gốc Việt mất tích cách đây 16 năm. Cơ quan điều tra liên bang FBI vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11 à, thông báo treo thưởng 10.000 Mỹ Kim cho những ai có thông tin về một người đàn ông mất tích ở Massachusetts 16 năm trước. Theo đài NBC Boston, ông John Bùi được nhìn thấy lần cuối cùng một bữa tiệc ở vùng Randolph vào hôm 2 tháng 4 năm 2005 trước khi mất tích. Cảnh sát Randolph và Boston tiến hành tìm kiếm và FBI cũng à, phát hành một tấm áp phích thông báo ông John mất tích kể từ thời điểm đó, lúc mất tích ông John 28 tuổi. Gia đình của ông John Bùi Trần xứng đáng được biết chuyện gì xảy ra và chúng tôi tin rằng ai đó trong cộng đồng có những uh, manh mối quan trọng. FBI cũng trao giải thưởng cho bất kỳ ai có thông tin dù đó là trẻ nhỏ, vì điều này rất ít cho công việc điều tra vụ án Ông Joseph Bonavolonta cảnh sát FBI địa hạt Boston nói. Vào hôm thứ Tư thì FBI cũng cho biết uh, vụ mất tích là đáng ngờ và không có bất kỳ sự việc tương tự nào được uh, báo cáo kể từ đó. Một đại diện của FBI cho hay trong cuộc tìm kiếm tiến hành vào tháng trước ở Randolph có liên quan đến vụ mất tích khi mà các cảnh sát đào sâu sân sâu của một ngôi nhà trong hai ngày ông John từ Việt Nam qua Mỹ và trở thành công dân Hoa Kỳ khi mà nhập cư. Ông sống ở thành phố West Covina, California trước khi chọn đến vùng lân cận ở Dorchester, ở Boston để có thể học chuyên ngành nghệ thuật tự do tại trường Quincy College, FBI cho biết. Ông John, ông John thì sống trên đường Church Street và làm việc tại một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng ở Quincy. Ông cũng hiến máu thường xuyên và có mơ ước viết kịch bản phim và các chương trình truyền hình. Ông John thường đi xe đạp và đeo một chiếc ba lô màu tối. Bất kỳ ai có thông tin về ông John Bùi Trần, xin gọi FBI theo số 1800 co FBI hoặc là gửi thông tin đến trang web là tips.fbi.gov. Cảnh sát trưởng thành phố Boston và Randolph tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm ông John Bùi Trần. Và ông Chiến Nguyễn, bạn thân của ông cũng cho biết vẫn luôn nghĩ về người bạn từ khi nạn nhân mất tích. Liên quan đến phần tin khác, kính thưa quý vị là Giang Tiền Lận, một ông gốc Việt ở Arizona bị kết án 30 tháng tù và đền 70.000 Mỹ Kim, tin đến từ Phoenix. Tòa án Liên bang địa hạt Arizona vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11 đã kết án ông Nguyễn Anh Vũ, 26 tuổi, ở Chandler, Arizona 30 tháng tù liên bang tội danh lừa đảo, đồng thời cũng ấn định khoản bồi thường hơn 700.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân. Theo thông báo của biện lý cuộc Liên bang địa hạt Arizona, trong lần phạm tội đầu tiên bị cáo vũ thực hiện một kiểu lừa đảo để giao dịch chứng khoán bằng cách chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán từ các tài khoản ngân hàng mà đương sự biết trước là không đủ tiền bảo chứng sau đó ông vũ thực hiện các lần mua bán chứng khoán bằng số tiền ảo này trong lúc gần vài ngày để tiến trình chuyển giao ngân hàng hoàn tất và khi đó nhà giao dịch chứng khoán mới khám phá số tiền bị thiếu vụ giao dịch chứng khoán mới khám phá tiền bị thiếu do ông vũ bị lỗ khiến các liên À, các bên liên quan chịu thiệt hại gần 650.000 mỹ kim. Trong lần phạm tội thứ nhì thì ông Vũ chiếm đoạt tiền từ công ty đang làm việc, khi đó là amazon.com. Trong thời gian ngắn làm việc tại Amazon, ông Vũ lợi dụng quyền truy cập của nhân viên để gửi số tiền bồi hoàn trị giá là 96.000 mỹ kim của công ty vào những tài khoản mà đương sự à, sở hữu. Sau đó thì Amazon đã phát hiện, điều tra và báo cáo vụ gian lận cho cơ quan điều tra liên bang, văn phòng FBI tại Phoenix sau đó tiến hành điều tra sự việc. Bà Monica Clapper là phó biện lý cục liên bang địa hạt Arizona, thủ lý hồ sơ truy tố. Trong khi đó, thì Việt Nam Airlines sắp bay thẳng đến Hoa Kỳ nhưng chiều đi chỉ chở hàng. Dự kiến. Từ ngày 28 tháng 11, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ có chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Hoa Kỳ. Tuy vậy, nói với báo người lao động hôm 19 tháng 11, dẫn lời của ông Lê Hồng Hà, tổng giám đốc Vietnam Airlines nói rằng, trong giai đoạn đầu khai thác đường bay do chính sách hạn chế nhập cảnh và đóng, tạm, à, đóng cửa tạm thời mạng lưới đường bay quốc tế thường lệ của chính phủ, Vietnam Airlines chỉ chở hành khách thương gia chiều từ Mỹ về Việt Nam và chiều từ Việt Nam đi Mỹ chỉ chở hàng. Cũng theo báo này, thì việc bán vé cho hành khách trên chiều từ mỹ về việt nam sẽ được thực hiện qua đại lý tương tự qua các chuyến bay đưa công dân nước ngoài hồi hương hiện nay dự kiến giá vé của chặng bay một chiều giữa Sài Gòn và San Francisco do Vietnam Airlines khai thác từ 800 mỹ kim sẽ bao gồm các khoản là thuế phí. Hãng này được cho là đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng điểm đến Los Angeles. Chuyến bay nêu trên được thực hiện với tần suất là hai chuyến mỗi tuần. Hãng này dự kiến tăng lên 7 chuyến mỗi tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Theo các báo Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải mới đây đề nghị nối lại đường bay quốc tế thường lệ từ quý 1 năm 2022 với tần suất là 4 chuyến mỗi tuần với giá khoảng 12.000 người nhập cảnh. Tuy nhiên đến nay thì chưa có thời điểm rõ ràng về việc nối lại chuyến bay thương mại quốc tế. Ngoài hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Bamboo Airways hồi tháng 10 được Bộ ngoại giao giao thông vận tải đề nghị, Bộ ngoại giao có công hàm gửi phía Việt Nam và cũng như là phía Mỹ về việc chỉ định khai thác các chuyến bay thường lệ giữa hai nước. Trước đó, tin cho hay hãng Bamboo Airways cũng đã thử nghiệm chặng bay từ Hà Nội sang Francisco. Trong khi đó, thì Thánh Rắc Hành ở Đà Nẵng phải tạm à, đóng quán dưới áp lực của công an. À, vài ngày sau khi à, bị công an triệu tập vì đàm video clip nhại Thánh Rắc Muối Sobi, người đúc ông tô lâm bộ trưởng công an cộng sản việt nam ăn thịt bò giác vàng ở luân anh quốc ông bùi tuấn lâm 38 tuổi chủ quán bún bò ba cô gái thông báo tạm đóng cửa quán trong bài đăng trên trang cá nhân peter lâm bùi vào hôm 19 tháng 11 ông lâm cho biết an ninh thành phố đà nẵng lại đến đưa giới triệu tập lần thứ nhì và chuyện này không ngoài dự đoán ông cũng viết thêm rằng có những khách hàng mới quen vì thương mến và à, mà đến ủng hộ bún bò ba cô gái tuy vậy ông lâm cũng thông báo vì công việc đột ngột cần giải quyết nên tạm thời đóng cửa trong 3 hôm tới, quán sẽ tạm nghỉ. Liên quan đến vụ này thì Facebooker Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm bình luận trên trang cá nhân rằng nội dung giấy điều tập chồng bà hoàn toàn mơ hồ không rõ ràng. Và trước đó, bản tin của hãng Reuters hôm 17 tháng 11 ghi nhận ông Bùi Tuấn Lâm ở thành phố Đà Nẵng cho biết ý định làm video quay cảnh ông thái thịt bò và rắc hành lá là một cách trịnh trọng và tô phở không phải để chế nhạo bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Ông Lâm thường là người thường xuyên chỉ trích nhà cầm quyền trên Facebook nói rằng ông lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn và công an trước đó đã đòi triệu tập ông hồi tháng 4 nhưng không biết có lý do. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.